Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay, cô Giang sẽ giúp các em học sinh giải một cái đề kiểm tra học kỳ 1 của lớp 9 môn toán trung học cơ sở năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. Đề chính thức. Thời gian làm bài là 90 phút. Câu 1. Thực hiện phép tính 3 căn 12 cộng 1 phần 2 căn 48 trừ căn 27. Đầu tiên, ta thực hiện phân tích các số trong dấu căn. 3 căn 12 ta viết thành 3 căn của 12 là 2 bình nhân với 3. Cộng với 1 phần 2, căn của 48 ta phân tích thành 16 x 3, tức là 4 bình x 3. 27 ta phân tích thành 9 x 3, tức là 3 bình x 3, tức bằng. Ta thực hiện đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Thừa số 2 bình phương ra ngoài dấu căn là 2 x 3 bằng 6 căn 3. Cộng với thừa số 4 bình phương ra ngoài dấu căn là 4 rút gọn với 2, thì còn 2 căn 3, trừ đi 3 căn 3. Vẫn thu gọn các căn thức đồng dạng ta được là 6 cộng với 2 trừ đi 3, tất cả nhân với căn 3. 6 cộng 2 là 8 trừ 3 còn 5, 5 căn 3. Ta sang phần 2 là trục căn thức ở mẫu 2 trên căn 3 trừ 5. Ta thực hiện nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu là căn 3 cộng với 5. Dưới mẫu thành căn 3 tất cả bình phương trừ đi 5 bình phương bằng 2 nhân với căn 3 cộng 5 trên căn 3 bình là 3 trừ đi 5 bình là 25 bằng 2 nhân với căn 3 cộng 5 trên 3 trừ 25 thì còn âm 22. Ta thực hiện rút gọn. Chia cả tử và mẫu cho 2 ta được căn 3 cộng 5 phần âm 11. Nhân cả tử và mẫu với âm 1 ta được trừ căn 3 cộng 5 trên 11. Sang phần 3 là khử mẫu của biểu thức lấy căn. Căn thức bậc 2 của 2 phần 5. Ta dùng công thức khử mẫu thì bằng căn thức bậc 2 của 2 nhân với 5 trên giá trị tuyệt đối của 5 bằng căn bậc 2 của 10 phần 5. Ta sang câu 2, phần 1 nhỏ, tìm các số thực x để căn thức bậc 2 của 3x trừ 6 có nghĩa. Ta giải bài toán. Căn thức bậc 2 của 3x trừ 6 có nghĩa khi và chỉ khi 3x trừ 6 lớn hơn hoặc bằng 0 tương đương với 3x lớn hơn hoặc bằng 6. Ta thực hiện chia cả hai vế cho 3, ta được x lớn hơn hoặc bằng 2. Vậy căn thức bậc 2 của 3x trừ 6 có nghĩa khi và chỉ khi x lớn hơn hoặc bằng 2. Phần 2 là với số thực A lớn hơn 0 và A khác 1 thì ta có biểu thức P bằng 1 trên căn A trừ 1 cộng với 1 trên A trừ căn A. Tất cả đem chia cho 1 trên căn A trừ 1 bằng. Chúng ta thực hiện trong ngoặc tròn bằng cách quy đồng. 1 trên căn A trừ 1 tạm giữ nguyên cộng với 1 trên A trừ căn A. Ta lấy căn A làm nhân tử chung thì còn căn A trừ cho 1. Tất cả trong móc vuông. Ta đổi phép chia thành phép nhân nghịch đảo của 1 trên căn A trừ 1. Nó chính là căn A trừ 1 trong ngoặc tròn. Ta thực hiện quy đồng. Mẫu chung là căn A nhân với căn A trừ 1. Thì trên tử chính là căn A cộng với 1 đem nhân với căn A trừ cho 1. Tất cả trong ngoặc tròn. Ta thực hiện rút gọn căn A trừ 1. Vậy kết quả còn là căn A cộng 1 trên căn A. Điều kiện là số thực A lớn hơn 0 và A khác 1 để cho bài toán có nghĩa. Ta sang câu 3. Phần 1. Cho hai hàm số y bằng 2x cộng 5 và y bằng trừ 3x có đồ thị lần lượt là D1 và D2. Vẽ hai đồ thị D1 và D2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Phần thứ hai là cho hai hàm số y bằng m trừ 1 nhân x cộng 6 có đồ thị là D3 với m là tham số thực. Tìm các giá trị của m để D3 song song với D1 và tìm các giá trị của m để D3 cắt D2. Chúng ta vào giải câu thứ nhất. Để vẽ đồ thị thì chúng ta phải nêu cách vẽ. Đồ thị hàm số y bằng 2x cộng 5 là đường thẳng đi qua hai điểm. Điểm thứ nhất có tọa độ là 0, 5. Và điểm thứ hai có tọa độ là trừ 5 phần 2, 0. Đồ thị hàm số y bằng trừ 3x là đường thẳng đi qua góc tọa độ O, 0, 0. Và một điểm chúng ta tự chọn đó là điểm cho hoành độ bằng âm 1 thì tung độ bằng 3. Như vậy nó đi qua điểm trừ âm 1, 3. Để chúng ta thực hiện vẽ. Đồ thị hàm số y bằng 2x cộng 5 đi qua điểm 0, 5. Và điểm trừ 5 phần 2, 0, tức là trừ 2,5, 0. Ta vẽ đường thẳng D1. Đường thẳng D2 là đường thẳng y bằng trừ 3x. Nó đi qua góc tọa độ O và đi qua điểm của tọa độ là âm 1, 3. Ta vẽ đường thẳng D2. Phần 2 là tìm giá trị của M để D3 song song với D1. Vậy D3 song song với D1. Khi và chỉ khi A khác 0, tức là M trừ 1 khác 0. A phải khác 0 là 2 khác 0 rồi.
A bằng A phẩy tức là M trừ 1 bằng 2. B khác B phẩy thì 6 khác 5 rồi. Như vậy điều này tương đương với M khác 1. M trừ 1 bằng 2 thì suy ra M bằng 3. Điều này tương đương với M bằng 3 bởi vì nó thỏa mãn khác 1. Ta trả lời là vậy. D3 song song với D1 khi và chỉ khi M bằng 3. Câu hỏi thứ hai của câu 2 là tìm các giá trị của M để D3 cắt D2. Thế thì đường thẳng D3 cắt D2 khi và chỉ khi hệ số A khác 0 tức là M trừ 1 khác 0. Hệ số A phẩy khác 0 thì trừ 3 khác 0 rồi. Hệ số A khác hệ số A phẩy tức là M trừ 1 khác âm 3. Điều này tương đương với ý thứ nhất là M trừ 1 khác 0 thì suy ra M khác 1. Ý thứ hai M trừ 1 khác âm 3 thì suy ra M khác âm 3 cộng 1 là âm 2. Trả lời là vậy. D3 cắt D2 khi và chỉ khi thỏa cả hai điều kiện là M khác 1 và M khác âm 2. Ta sang câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH bằng 4A, HB bằng 2A với A là số thực dương. Câu hỏi 1 là tính HC theo A. Ta có tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Nên AH bình phương bằng BH nhân HC. Đây là hệ thức lượng trong tam giác vuông. HC bằng AH bình trên BH bằng 4A bình trên 2A bằng 16A bình chia 2A bằng 8A với A là số thực dương. Câu thứ hai là tính tan góc ABC. Vì cái tam giác HAB vuông tại H nên tan góc ABH bằng tỉ số giữa cạnh đối AH trên cạnh kề BH bằng 4A trên 2A bằng 2 vì A là số dương. Vì điểm H thuộc cạnh BC cho nên ta suy ra tan góc ABC chính bằng tan góc ABH bằng 2. Câu số 5 chính là bài tập 30 trong sách giáo khoa toán 9 tập 1. Cô đã giải bài toán này trong phần hình học trên kênh Cô Giang Toán. Mời các em vào xem ở trên kênh. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi cô đăng bài mới nhé. Cô thân ái chào các em.